Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình đến nhà của Triệu Thanh Triệu ở Môn để giới thiệu về những cây khế gân và cây trang Mỹ Hồng cho quý vị và các bạn có nhu cầu giao lưu nha. Đây. Hello, chào các cô chú anh chị. Hôm nay Triệu có về 30 cây dừa khế gân và bông trang Mỹ Hồng và bông giấy cẩm thạch để giao lưu với các cô chú anh chị mình. Đó, đây là cây số 1. Đó, đi chiều đo thông số cho các cô chú anh chị đều biết ha. Đây là cây số 1. Cao là 70. Bề hoành là 27. Hoành 27 nha. Đó. Đây, hoành 27, cây này là có dáng lắc lượng rất đẹp nên các cô chú anh chị mình ha. Đó, giá là 1,2 triệu bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, cây số 1, giá là 1,2 triệu bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa An, phường Thế Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là cây khế gân nha các cô chú anh chị mình ha. Cây này độc lạ lắm nha các cô chú anh chị mình ha. Đó, đế đều bốn mặt, nó có cái đế dài rất là đẹp luôn. Đó, giống như một con thú nằm dài nha. Đó, để em đo chiều cao cho các chú anh chị đều biết ha. Cao lên là 100. Cao 100 nha. Cái tàn chỉa ra này của nó là 60. Đó. Đây, nó có bộ đế rất là đẹp nha các chú anh chị mình luôn. Mà giá là rất là mềm luôn nha. Đó, để giao lưu với các chú anh chị mình luôn. Đó, cây này em giao lưu với giá là 1,4 triệu. Bao xếp toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn. Đó, chết cha, quên nữa. Đây, hoành của nó là 28. Hoành 28 nha các cô chú anh chị mình ha. Đây, chiều dài cái rễ này luôn ha. Chiều dài cái rễ của này là 40. Chiều dài một cái rễ này thông là 40 nha các cô chú anh chị mình nha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa An, phường Thế Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Đây, cây này là cây số 3 nha các cô chú anh chị mình ha. Đây là mã số cây số 3. Đó, cây số 3 nha. Đây, cây số 3. Đó, để giao lưu với các cô chú anh chị mình ha, lô khế gân này nha. Khế gân này là thành phẩm hết trơn nha các cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp nha các cô chú anh chị mình nha. Đây, chiều cao đó là 100. Đó, chiều cao đó là 100 nha. Đây, cái này là dáng trực nha, tai chi đầy đủ rồi các cô chú anh chị mình ơi. Đó, cây đẹp nha, cây bao đẹp luôn nha. Đó, đây để em đo cái hoành ở đây. Hoành là 29. 29 rưỡi mà tính 29 là nghe các cô chú anh chị mình nha. Đó, gân cơ bắp dữ lắm luôn nha. Đó, có giá là 1,4 triệu luôn. Bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình ha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa An, phường Thế Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là cây số 4 nha các cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này lại mới bứng về là chưa có tỉa cành tỉa đọt chỉ chơi nghe các cô chú anh chị mình ơi. Đó, cao lên là 93. Đây, hoành của nó là 27, 26 rưỡi à, tính 27 luôn. Đó, đó. 26 rưỡi tính 26. À, quên chứ. Nhiều khi hồn dịch còn lộn nữa mà. Cây này là để giao lưu cho các cô chú anh chị mình là 1,2 triệu. Bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa An, phường Thế Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, cây số 5 nha. Cây số 5 này có dáng lắc lượng tai chi đầy đủ hết trơn, rất là đẹp nha các cô chú anh chị mình luôn. Đó, cao là 75. Đây, em đo ngay chân chỗ này nha. Hoành là 27. Hoành là 27 nha các cô chú anh chị mình ha. Giá là 1,2 triệu. Bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, bao xếp toàn quốc luôn. Giá là 1,2 triệu. Bao xếp toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa An, phường Thế Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, cây này là cây số 6 nha. Cây số 6 này bự lắm nha các cô chú anh chị mình ha. Đế đều bốn mặt nha. Đó, cao lên là 80. Đây, hoành là 29. Hoành 29 nha các cô chú anh chị mình ha.
Đó, cây này là có giá là 1,4 triệu, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Đó, số điện thoại cũng là số Zalo luôn nghe các chú anh chị mình ha. Đó, các chú anh chị mình có liên lạc số Zalo cũng vẫn được, mà liên lạc số điện thoại cũng vẫn được nha. Đó, em có ghi chữ nhỏ màu xanh ở trên YouTube đó, các chú anh chị mình bấm vô là xem là biết nha. Đây, cao lên là 74. Cao lên là 74 nghe các chú anh chị mình ha. Đây, hoành là 26. Hoành là 26 nha. Cây này là có giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Đó, các cô chú anh chị mình cứ để ý trên YouTube có cái hàng chữ nhỏ màu xanh đó, là các chú anh chị mình cứ nhìn thẳng vô trong đó là thấy số điện thoại của em liền nha. Rồi cứ bấm vô đó nha. Đây, cao lên là 69. Đó, cây này là có dáng rất là đẹp nha, tay chi rất là bự luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Đây, hoành là 30. Hoành 30 nha, có giá là 1,3 triệu, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu, ở khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha các cô chú anh chị mình ơi. Đây, cây này là cao lên 62. Cây này bông sai rất là đẹp nha các chú anh chị mình ha. Đây, hoành là 24. Hoành là 24 nha các chú anh chị mình ha. Hoành là 24. Đó, đế đều bốn mặt luôn nha. Giá là 1,2 triệu, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Giá là 1,2 triệu. Đó, tôi nói hả, em bán là này là bán giá trong vườn nha. Đó, của ông cậu cũng kêu bán rẻ rẻ mềm mềm thôi để em lấy tiền uống cà phê. Đó, đây, cao lên là 65. Cao lên 65 nha. Cái này lô này khoảng cỡ 20 cây mà em này quay chỉ có mười mấy cây thôi. Còn nữa không á? Dạ còn nữa anh ơi. Dạ. Vài trăm cây không? Dạ không tới, còn vài chục cây nè. Hoành 23. Hoành 23 nha, giá là 1,000,000, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, cái này em có đỏ nha, đỏ hồng nha các cô chú anh chị mình ha. Đỏ, đỏ lá chung nha, mà đỏ hồng nha. Đó. Dạ không, không phải Mỹ Hồng nha. Cái này là đỏ thấm nha, đỏ hồng nha. Đó, rất là đẹp nha, đỏ lá chung. Đó, chiều cao của nó là 1m6. Chiều cao là 1m6 nha. Tán ngang tàn là của nó là 100. Đây, cái này là đỏ thấm nha các cô chú anh chị mình ha. Đó, đỏ này đỏ hồng nha, rất là đẹp nha các cô chú anh chị mình ha. Này là đỏ lá nhỏ nha, lá chung nha. Cái này lá chung. Đây, để em đo hoành cũ cho các cô chú anh chị đều biết ha. Cái hoành cũ này rất là bự luôn. Đây, hoành cũ 45. Rồi. 44 thôi, tính 44 thôi. Đây, cái thân lớn này ha. Đây, để em đo cái thân lớn này đi. Đây, có cái thân lớn đây. Đây, cái thân lớn của nó là 16,5, tính 16. Đây, đó. Rồi. Quá đẹp luôn các cô chú anh chị mình đây. Giá rất là mềm, 2,8 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đỏ thấm nha. Đó, 2,8 triệu thôi, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, hàng này là hàng bao đẹp luôn nha các chú anh chị mình ơi. Đây, cây này là cũng đỏ thấm lá chung luôn nha. Đó, cái này là cây một cốt luôn nè. Cái củ nó rất là đẹp luôn. Đó, củ rất là đẹp, là bự nha các chú anh chị mình ha. Đây, để em đo chiều cao cho các chú chị đều xem nha. Cao lên là 1,5 m. Tàn ngang của nó là 90. Đó, cây này là quá trời đẹp luôn. Cái này là chưa ra bông nha các chú chị mà. Cái này là tỉnh rồi nha. Đó, tại ông cậu này ông trồng cũng lâu ở trong chậu rồi. Bây giờ là nhổ ra để giao lưu với các chú chị mình ha. Cây này là cây bự của nó nè. Cây một cốt của nó nè nha. Hoành là 23. 23 thôi, 24 mà tính 23 thôi. Còn bên đây là rễ nha các chú anh chị mình ha. Cái này là bộ rễ của nó nha. Đó, cây rất là đẹp nha. Đó, bụi này á, là có giá là 3,2 triệu, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, đỏ này là đỏ thấm nha, đỏ lá chung. Đó, cái màu đỏ rất là đẹp, rất là sang luôn các cô chú anh chị mình đây. Đó, giá này cũng rất là mềm luôn nha. Đợi đỡ quanh viên kìa.
đỡ miếng nữa. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo của em luôn. Cao đó là 1m6, cao lên là 1m6, tán ngang của nó là 1m5. Đây, hoành của nó là 50, 52, mà tính 50 thôi. Đó, để em đo cái thân bự nhất rồi đó là bao nhiêu nha. Đây, cái thân nào đây ta? Thân này đi. Thân bự nhất của nó là 19. Rồi, đó, 19 nha các chú anh chị mình luôn. Đó, cái này là có giá 3,2 triệu, bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Bao xếp toàn quốc luôn. Cái này là đỏ nhợt nha các cô chú anh chị mình ha. Đỏ hồng đó, đỏ hồng lá chung, đỏ hồng lá chung. Đây, cái này là cam pháp nha. Cái này là màu vàng pháp nè các cô chú anh chị mình ơi. Đó, có một, ờ à, đúng rồi, cam pháp, vàng pháp rồi đó. Cũng là nó đó, màu vàng đó. Đó, cái này là lá tròn nha. Hoành của nó là 22. Hoành là 22. Cao lên là 52. Đó, rất đẹp luôn các chú anh chị ơi. Cái củ này là có giá là 1,9 triệu, bao xếp toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn. Đó là 1,9 triệu nha. Cái này là cam pháp nha. Đó, cái đó lá tròn đó. Còn cái này là đỏ nè. Đây em có mấy cái củ phôi nè ha. Phôi đỏ nè. Cái này là đỏ lá chung nè. Đó, cái này là đỏ lá chung nha các chú anh chị mình ha. Cái này là cũ nha. Đó, cái này là tại vì nó dính sình nha các chú anh chị mình ha. Đó, nó dính sình nha. Để em đo cái cũ nó thử coi nhiêu nha. Cũ là 32. Cũ là 32 nha. Cao lên là 40. Đó, cây này là có giá là 1,5 triệu, bao xếp toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn. 1,5 triệu, đỏ lá chung. Cái này là đỏ lá chung nha, 1,5 triệu bao xếp toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quảng, phường Thái Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Đó, cái này chỉ có 2-3 củ à, nghe các cô chú anh chị mình ha. Đó, đây, cái này là hoành 36. Hoành 36 nghe các cô chú anh chị mình ha. Đây, cao lên là 44. Cao lên là 44 nha, đỏ lá chung nha các cô chú anh chị mình ha. Đỏ lá chung. Cây này là cũng giá là 1,5 triệu, bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Chỉ giá là 1,5 triệu thôi, bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Đỏ lá chung nha. Đó, bắt đầu em lên cái lô Mỹ Hồng cho các cô chú anh chị mình coi ha. Mỹ Hồng này gồm có 5 cây nha các cô chú anh chị mình ha. Đây, cao lên của nó là cỡ 1m8. Cái này hả? Cái này cao lên có 2m đó các chú chị mình ơi. Cao lên có 2m đó nha. Tán ngang của nó là cỡ 1m4. Đó, cái này là Mỹ Hồng nha các chú chị mình ha. Mỹ Hồng mông rất là đẹp nha. Đó, đây, để em ra hoành thân cho các chú chị đều xem nha. Đây, hoành là 16. Hoành là 16 nha các chú chị mình ha. Cây là 1 cốt, hoành là 16. Đó, có giá là 4,7 triệu, bao xếp toàn quốc nha. 4,7 triệu bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu. Đó, em tên Triệu nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Đó, đó cũng là số Zalo của em luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Đó, em tên Triệu, ở tại khu vực Quảng, phường Thái Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, cái củ này nó mới rất là bự nha các chú chị mình ha. Đó, xem giùm em nha. Xem giùm em cái củ này ha. Đó, xem giùm em cái chỗ này cái nha. Đó, cây này là cây Mỹ Hồng khủng nha. Cao đó là 1,5 m. Tán ngang là 1m2. Tán ngang là 1m2, cao lên là 1m5 nha. Cái này, cái cây này là cái củ rất là bự nha. Đây, hoành là 24,5 mà tính 24 thôi nha các cô chú anh chị mình ha. Hoành 24,5 tính 24 thôi. Đó, cây này là có giá là 6 triệu, bao xếp toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Mỹ Hồng nha các cô chú anh chị mình ơi.
Cái này là Mỹ Hồng nha, 6 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó. Đó, bên em bán hàng là rất là và rẻ nha các chú anh chị mình ơi, tại vì cây này là cây nhà nha. Đó, của ông cậu cũng có mấy cây hả, ông đem ra ông bán hết chứ khi gần đó. Đó. Cây này hơi cao nha. Đó. Cây này là chắc cỡ 2m2 á. Cái này là cỡ 2m2 nha các chú anh chị mình ha. Đó. Cây này là 2m2, tán ngang của nó là cỡ 1m. Đó. Đây, cây này là một cốt mà nghe cho anh các cô chú mình đây. Đây. Hoành là 25 rưỡi, mà tính 25 đi. Đó. 25 thôi. Đó, 25 nha các cô chú anh chị mình ha. Đó, hoành là 25. Cây này là có giá là 5 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, 5 triệu rưỡi bao ship toàn quốc nha. Cao rồi, cao là 2m2 á. Dạ. Số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu. Ở khu vực Hoàng, phường Thái Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Đó, đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Đó. Đây, cây này là để em đo chiều cao cho các chú chị đều biết ha. Cao lên là 1m5. Cao lên là 1m5 nha các chú chị mình ơi. Đó, cây là một cốt luôn, cây này là bự hoành luôn nha. Đó. Đây. Hoành là 21. Hoành là 21 nha các chú chị mình ha. Đó. Nhưng mà cây này suông đế đều đẹp nha. Đó, em chưa môi đế ra nha. Nói chung là Mỹ Hồng của em là đế dữ lắm đế nha các chú chị mình ơi. Giá là 5,8 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn. Mỹ Hồng nha. Mỹ Hồng. Đó. Đây, cái này là vàng lá chung nha các chú chị mình ơi. Đó, cái bụi này là vàng lá chung nha. Vàng lá chung. Đó, cao chiều cao của nó là 134. Đó, chiều cao là 134 nha. Cái tán ngang ha, để em đo tán ngang cho các chú chị đều biết. Tán ngang của nó là 100. Đó. Đây, để em đo cái hoành cũ của nó luôn nha. Cây này nó già cây lắm rồi, tại nó nằm ở trong gập, bởi vì cây nó hơi nhỏ nha các chú chị mình ha. 50. Tính 50 thôi. Rồi. Đó. Có giá là 2,2 triệu bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Vàng lá chung. Đây, cái bông nó đây. Đây em có cái bông đây, tính cho coi cái bông nè. Đây một chùm bông ở đây, đó. Vàng lá chung nha các chú chị mình ha. Giá là 2,2 triệu bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đó. Số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu. Ở tại khu vực Hoàng, phường Thái Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Đó. Cái này là cây đỏ nha. Cây đỏ lá chung nha các chú anh chị mình ha, đỏ hồng nha. Đỏ hồng lá chung. Cao lên là 2m. Cao lên là 2m, tán ngang tàn của nó là cỡ 1m. Cây số 23. Đây, cây này nó có hai củ. Củ nào cũng bự hết trơn nha. Đó, để em đo cái củ bên đây trước đi. Đo trên này đi, không có đo mờ sát củ đế luôn. À, hai củ này nó gời. Đó, gời mà cách khoảng chừng 2 phân, 3 phân à. Đó, 49. Còn cái củ nhỏ này nè, các chú anh chị mình về đó, muốn tách chơi ra hai bụi cũng vẫn được luôn. Cái này là liền một củ của nó nè, 31 nè. Đó, nếu mà tổng hoành của nó luôn đó ha, để em đo thử, ha, đo hào thử cái coi. Hào của nó luôn là tới 75, đo tổng hoành luôn. Đó, cây này là có giá là 3,2 triệu, bao ship toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn nha. Đỏ hồng nha các chú anh chị mình ha, đỏ hồng đó. Đây, đây là cây Mỹ Hồng lá chung nha các chú anh chị mình ha. Cái bụi này nó gồm có 4 cây nha, Mỹ Hồng lá chung. Đó, cái này là Mỹ Hồng lá chung, bảo đảm với các chú anh chị mình luôn. Đây mã số 22, tại vì nãy bưng lộn lên nha các chú chị mình ha. Đó, tại mấy đứa em nó bưng lộn lên. Đó, mã số 22. Cây này chiều cao của nó là cao là 85. Cao là 85 nha các chú chị mình ha. Cái này là Mỹ Hồng lá chung. Đó. Cây này là tính giá hữu nghị cho các chú chị mình luôn. Đó, hồng lá chung. Đó. 44, hoành là 44 nha. Hoành cũ của nó là 44, này là 4 cây là nghe các chú chị mình ha. Có giá là 3 triệu bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Rồi. Đó, 3 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Em tên Triệu,
Số điện thoại của em là 0898 997764 đó. Ở tại khu vực Hoàng phường à, đúng rồi, Hồng Lá Trung đó. Còn cái cây này là đỏ nha, đỏ hồng nha. Cái này là đỏ lá nhỏ nha, nhưng mà cái bông nó màu hồng nha. Đó, đỏ lá nhỏ nhưng mà bông hồng nha. Cái bông nó hồng rất là đẹp. Đó, cái bông nó màu hồng hồng, hồng nhợt đó, rất là đẹp. Này là lá chung, nhưng mà hồng lá chung á, lá nhỏ đó. Thay vì đỏ nhưng mà nó không đỏ mà nó màu hồng á. Cái màu nó rất là đẹp, cây này nó cái già cây lắm mà nghe các cô chú chị mình ha. Cái này cao lên là chắc để em nhắm chừng thôi. Bây giờ nói là cao lên là cỡ 2m7, 2m8 đó. Cao lên cỡ 2m7, 2m8 đó nha. Đó. Tán ngang của nó là cỡ 1m2 chứ 1m5. Đó, cái này nè, các cô chú chị mình nè, để em kéo cái bông xuống các chị mình coi nè. Đó, cái này là hồng nha. Đó, giống như là hồng nhung vậy đó. Nhưng mà lá chung. Lá này lá cỡ 2 ngón tay, nghe các cô chú chị mình ha. Lá này là cá lá cỡ 2 ngón tay thôi. Đó, cao lên là cỡ 2m7, 2m8. Hoành cũ của nó là 62. Hoành cũ của nó là 62, thân bự nhất của nó là ở đây luôn, đo luôn. Cây này nó lâu lớn lắm nghe các cô chú chị mình ha, già cây dữ lắm luôn rồi. Cây này là hoành 16. 16 nha, đây. 16 nghe các cô chú chị mình ha. Đó. Đây có cu đế rất là bự. Cây này rất là lực nha, cây này là mà chơi toàn dù đó ha. Là yên tâm luôn nghe các cô chú chị mình ơi. Có giá là 6,5 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. 6,5 triệu thôi, bao ship toàn quốc luôn. Đó. 6,5 triệu là bao ship toàn quốc luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Đây có cái bụi này là nhỏ nè nha, đỏ thắm nè. Cái này là cũng màu đỏ luôn đó, đỏ thắm đó nha, đỏ hồng đó. Đỏ này đỏ hồng đó. Giá này là giá mini luôn nè nghe các cô chú anh chị mình ơi. Đó, cao lên là 93. Đó, cao lên là 93. Tán ngang của nó là 74. Đó, hoành cũ của nó là 37. Đó, cây này là có giá là 1,1 triệu. 1,1 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu, ở tại khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu nha. Ở phường số đó cũng là số Zalo của em luôn nha các chú chị mình ơi. Đây còn cái này là cái đỏ lá lớn nha. Đỏ hồng nha. Cái này là đỏ tươi á, đỏ thắm đó. Đỏ đỏ mà đỏ tươi luôn đó nghe các chú chị mình. Đó. Cao lên là 120. Tán ngang hoành của nó là khoảng cỡ 76. Đây để em đo cái cũ của nó đi. 31. Đó, 31 nha. Cái này cũ này rất là bự nha. Nó mà moi tí xíu này là một cốt luôn. Cái cũ này dưới nè, moi chưa tới đế hung. Đó. Có giá là 2,8 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Giá quá mềm luôn nha. Đó, 2,8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó. Cây đó cây số mấy vậy? Cây đó 26 nha. Đây còn cây cuối cùng. Đây là cây 27 nha. Cây 17 này là của cái lô đỏ nha. Đó, cây cuối cùng của cái lô đỏ nha. Đó. Đây là cũng là một cây đỏ thắm luôn. Đó, cây bông rất là đẹp nha các cô chú anh chị mình ha. Cao lên là khoảng cỡ 2m. 2m, 2m1 nha. Cao lên là cỡ 2m, 2m1. Đó. Để quay một vòng cho các cô chú anh chị đều xem nha. Cái củ này nó liền, nó rất là bự luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, ở tại khu vực Hoàng, phường Thái Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Đây 40. Hoành cũ là 40 nha. Đó. Rồi cây này có giá là 3,5 triệu. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó, này là đỏ thắm nha. Đó, cái màu rất là đẹp luôn. Đó. Rồi em còn 3 cây bông giấy. Đó, 3 cây bông giấy Mỹ nghe các chú chị mình ha, coi chừng đụng ở trên. 3 cây bông giấy Mỹ nha. Đó. Cái này là bông giấy Mỹ, này là của ông lão nha, đó. Ông ghép lâu rồi nghe các chú chị mình ha. Cây rất là đẹp. Cao lên là cỡ 1m8. Cao lên là cỡ 1m8.
Tán ngang của nó là 90. Tán ngang của nó là 90 nghe các chú anh chị mình ha. Đây để em đo cái hoành cũ, hoành thân của nó thứ coi. Hoành thân là 27, 26 à. 26 rưỡi thôi, tính 26 luôn. Đó. Đó, hoành thân là của nó là 26. Cao lên là 1m8 đến 1m9. Đó. Giá của nó là 3,7 triệu, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó, số đó cũng là số Zalo của em luôn nghe các cô chú anh chị mình ha. Đó, các cô chú anh chị mình có xem YouTube á. Đó, ở bên trên YouTube nó có hàng chữ màu xanh nhỏ nhỏ đó. Đó là số điện thoại của em đó. Các cô chú anh chị mình xem ha. Dở lên có mà được dính gì à. Thôi kệ đi. Đó. Để các cô chú anh chị mình xem nha. Đó, cây này nó đứng nha các chú anh chị mình ơi, tại vì nó dướng cái gì ở dưới nha. Bởi vì cái cây nó hơi nghiêng. Cái cây này đứng sững rất là đẹp nha. Cao lên là cỡ 1m8 luôn. Cao lên 1m8 nha. Tán ngang cây này là khoảng cỡ 100. Tán ngang cây này là cỡ 100 nha. Đây để em đo cho hoành thân của nó cho các chú chị đều xem nha. Thân của nó là 21. Thân là 21 nha. Đó. Cây này là có giá là 3,7 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Đó. 3,7 triệu thôi, bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đó. Dễ chơi, dễ xài lắm nha các chú chị mình đây. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó là số Zalo của em luôn. Em tên Triệu ở tại khu vực Hoàng, phường Thái Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây. Tới cây này là cây số 30. Cây số 30 nghe các chú chị mình ha. Cao lên là cỡ 1m9 cho tới 2m. Đó. Tán ngang là 1m nha. Đó. Cái này là bông giấy Mỹ cẩm thạch nha các chú chị mình ơi. Bông giấy Mỹ cẩm thạch nha. Mỹ cẩm thạch nha. Hoành 36. Hoành là 36 nghe các chú chị mình ha. Đó. Cây này là có giá 4 triệu bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. 4 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Đó. 4 triệu bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Em tên Triệu ở tại khu vực Hoàng, phường Thái Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Xin chào bà con đã hết. Chỉ có 30 cây để giao lưu với bà con thôi. Mong bà con ủng hộ rất nhiều dùm cho chúng em. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, mến chào tạm biệt.